Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty âm thanh Sát Thanh Huy. Thì ngày hôm nay hiện tại bên mình đã có mặt tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để bàn giao cái dàn loa nhạc sống sử dụng loa hỏa tiễn 30. Và cái clip này mình đã test, và cái bộ dàn này thì mình đã test tại công ty mình cách đây một ngày. Và ngày hôm nay thì mình đã có mặt tại nhà khách hàng rồi. Các bạn nào có muốn xem cái chi tiết của cái cấu hình dàn này thì các bạn có thể xem lại cái clip trước mà mình đã up lên rồi. Và hôm nay thì mình sẽ test cái bộ dàn này ở không gian ngoài trời, thử xem là cái công suất, mức độ trung hú và tiếng ca của nó có đạt hiệu quả cho chúng ta làm show hay là không. Và các bạn nếu mà thấy clip của bên công ty mình hay thì bạn nhớ nhấn like, nhấn chia sẻ video để tiếp tục ủng hộ cho công ty mình. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và xin lưu ý với các bạn là một cái bộ này dụng một cặp súc và một cặp phun đôi hỏa tiễn 30 hàng nhập nguyên con, và có khả năng và có sức đánh từ 1 tới 200 người. Cấu hình rất là gọn nhẹ.
tình dù chưa phai không tránh được tự ly. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào vội vã xót xa từng kỷ niệm đầy vơi lòng mình muối xa. Đêm không yêu được, chỉ còn cô buồn nao nùng. Đơn đau từng tiếng lòng người ơi. Trời đây hai đứa hôn cách biệt hai nơi. Lâu mắt rồi thôi, xin câu cười làm vui lòng người. Trời kiếp sau hẹn lại. Xót xa
tìm giám trình.